Xin chào quý con, mình quay trở lại với kênh Tính Nông Cơ. Ngày hôm nay em lên cho quý con những cái con máy cắt cỏ hàng bãi Nhật ha. Giá chỉ từ 1 triệu mấy một con thôi. Con này ha, chỉ có 1 triệu 390 ngàn thôi. Có một số con loại 900 mấy nữa, nhưng mà ngày hôm nay em có trưng bày đây. Tùy theo giá thành, tùy theo cái công suất máy. Giờ em sẽ đi chi tiết từng con máy cho quý bà con mình tham khảo ha. Giá thành chỉ từ 1 triệu 390 ngàn trở lên, tùy máy, tùy công suất của quý con ha. Tùy theo tình trạng máy nữa. Cái này thứ nhất là bên em có chế độ bảo hành cho quý bà con nè. Rồi, có chế độ bảo hành ha. Rồi mở công tắc cái con đó, anh Nhân đẩy công tắc xuống. Rồi. Thì tùy theo cái công suất máy ha, có chế độ bảo hành rồi cho quý bà con nữa. Với cái này là cái giá thành bên em nó sẽ nhỉnh hơn một xíu. Một số dòng máy, bởi vì sao? Cái này bên em có cho quý bà con mình một đổi một luôn. Trong vòng nửa tháng ha, quý con mình sẽ một được một đổi một, hoặc em hoàn tiền lại cho quý bà con. Đó, cái này bên em là có chế độ đó. Còn đôi khi quý con mình thấy nó rẻ là người ta chỉ hỗ trợ sửa chữa quý con thôi, người ta không có cho đổi. Con này bên em có cho quý con đổi luôn nếu con máy nó có trục trặc gì nặng, hoặc là quý bà con mình không cái máy nó có trục trặc cái vấn đề gì nhiều á. Rồi bây giờ em sẽ đi cho quý bà con ha. Rồi bây giờ em sẽ lên con đầu tiên nha. Con này đó là của Maru cực kỳ đẹp con ha. Con này quý con xem hơn cực kỳ đẹp nè. Tâm rồi, quý con có đầu máy hư thì mình sẽ chuyển qua một cái đầu máy mới của thằng khác, mình gắn cái ống cần qua được luôn. Đó, con này rất là đẹp luôn con ha. Con này nồng của nó là 32 ly, giá thành đã là 1.950.000, 1.950.000 ha. Quý con nghe tiếng máy và thân hình đó, con này nó cái độ mới rất là cao. Rồi tiếp theo. Rồi tiếp theo con này Kawasaki, con này nó 34 ly. Mà quý con giờ hai thân hình nó tương tự nha, nhưng mà con này nồng nó lớn hơn. Và con này cắt cực kỳ bốc. Con này bình xăng của nó bình thường là bình xăng cái loại cổ đang trái phao, nó không có ngon. Chuyển qua bình xăng hai kim, bình xăng này xăng Zin 3 nha. Đó, rất là mới, rất là đẹp con này quý con này. Con này cũng tâm trời luôn. Đó, quý con về mà hư đầu máy vậy mình chuyển qua gắn cái thằng này. Rồi, thằng này giá cũng là 1.950.000 luôn. Và con này nó mạnh hơn nhiều quý con ha. Cắt thử quý con xem nha. Rồi. Có thương hiệu lên đẹp hơn ha, cũng là đồng giá 1.950.000. Rồi tiếp theo con này chụp giật trợ lực nè, chụp giật trợ lực. Hàng này là 34 ly, bình xăng là bình xăng hai kim, tay lái bóp hệ giống như con luôn. Rồi giật nổ như xem này nha. Rồi kéo nghe đó. Con này giá của nó cũng là 1.950.000, bao ship tận nhà luôn, được tặng rất là nhiều đồ quý con nha. Rồi tiếp theo cái hàng này đi. Hàng này giá thành cực kỳ rẻ quý con luôn, 1.390.000. Hàng này nồng của nó là 32 ly. Rồi đóng em ở nghe. Con này thì chỉ có 1.390.000. Dạ dạ. Có gì anh vô đem máy thì em đổi con bự hơn. Dạ con nó ngon hơn. Dạ dạ. Con này thì giá thành cho nó chỉ có 1.390.000 thôi. Quý con mình cắt gia đình. Đó, rất là ngon quý con ha. Rồi. Lâu lâu mới có một con mà giá thành nó rẻ như thế này mà mình cắt ngon nữa quý con. Rồi tiếp theo. Con này là thằng Maru quá đẹp mọi người ơi. Mới chát như thế này nè. Rồi em dịch nổ quý con xem nha. Tiếng máy của Maru 23 ha. Và cái thân hình của quý con nè, cái độ mới rất là cao nè, cộng thêm là chụp giật trợ lực một tầng, bình xăng đứng một kim ha, và tay lái là tay lái bóp hệ. Con này giá thành của con này là 1.950.000, 1.950.000, rất là mới quý con. Xem cái bộ nè. Rồi tiếp theo con này thì giá của nó chỉ có 1.650.000 thôi, mà cực kỳ mạnh, của thằng Tanaka cực kỳ mạnh luôn quý con. 1.650.000, nhiệt nổ quý con xem nha. Chưa lên hết ga vì con nghe tiếng máy nổ tại dưới mấy thằng đó, rất là mạnh với con ha. Con này chỉ có 1.650.000 thôi. Con này nồng của nó là 34 ly đó, cực kỳ mạnh luôn nha. Như con mình cắt bờ cắt vườn mà giá thành nó rẻ như này là con này là phù hợp và mới chát như này nè. Rồi tiếp theo con này 44 ly, đem phân tích cho con nghe con này nha. Con này là của thằng Trung Quốc xuất Nhật Mitsubishi. Nếu mà con mình mua một cái con máy mới mà của tại hàng Nhật luôn á, thằng này chắc tới 5 triệu mấy, 6 triệu mấy một con á. Nhưng thằng này là
nó lắp ráp tại Trung Quốc, công ty là công ty của Nhật nhưng mà lắp ráp tại Trung Quốc, sau đó đem qua cho người Nhật họ xài, nên là cái máy này từ bãi Nhật về chứ không phải là tại Trung Quốc đem về Việt Nam. Nó khác mày con ha, công nghệ của người Nhật đem qua cho người Nhật xài rồi là cái máy bãi Nhật nên giá thành nó sẽ rẻ hơn. Nên là con này em giật nổ vì con nghe tiếng máy mình biết nó mạnh 44 ly. Giá thành chỉ nó của nó là 2.250.000, rất là rẻ quý con, mà cắt cực kỳ mạnh nữa. Con này em bán số lượng đi rất là nhiều rồi ha. À, về đường con này quý con chốt này cứ alo cho em liền nha. Những con này hàng nó chỉ là một về lẻ mấy con, nó chứ không có số lượng giống nhau quý con ha. Quý con mình chốt được con nào thì mình chốt liền con đó nha. Rồi con này Mitsubishi T24 này 34 ly, rất là đẹp quý con. Mitsubishi này, hàng này Mitsubishi, em giật nổ quý con xem này nha. Bình xăng đó, bình xăng 2 kim. Mitsubishi bình xăng 2 kim này. Rồi. Con này thì giá thành của nó chỉ có 1.850.000 thôi quý con ha. 1.850.000. Rồi đây ta lấy tròn, quý con mình muốn lên ta lấy to thì nên ta lấy to. Đó. Giá thành tùy loại tùy con nó khác nhau quý con ha. 1.2.000, 1.3.000, 1.5.000, 1.6.000, 1.7.000, 1.8.000 đều có hết. Nhưng quý con mình hãy chú ý vào cái giá. Cái giá của nó là nó tùy theo cái đời máy nè, tùy theo công suất máy nè, rồi tùy theo cái độ đẹp của máy và chế độ bảo hành của từng cửa hàng nó khác nhau quý con ha. Bên em là có chế độ 1 lỡ 1 với con dòng nửa tháng luôn, và tặng rất nhiều đồ cộng thêm cái dòng xoay may mắn nữa. À, nên là cái bên em đi khách hàng yêu thương nên mỗi ngày em đi cái số lượng hàng rất là nhiều về máy móc và về phụ tùng nữa quý con. Đó, có nhiều khách ở các tỉnh khác họ chạy qua đây họ mua ở bên em nữa đó. Bởi vì họ cảm thấy họ tin tưởng nè, được bảo hành đó. Mà chứ không phải mình bán xong là mình sẽ khách về tự làm như thế nè. Đó, mình vẫn bên em vẫn hỗ trợ sửa chữa máy và đổi máy nếu có những cái trường hợp mà đặc biệt về cái máy nó xảy ra. Đó, bên cửa hàng bên em nè quý con. Đó, quý con mình có thể đi vào trong cái lộ lớn từ bên kia và đâm vào cửa hàng bên em. À, rồi, quý con mình chốt mấy cái máy này cứ liên hệ bên em nha. Cảm ơn quý con nhiều.